là một trong những đất nước có nét truyền thống rất được người dân thế giới ngưỡng mộ nhật bản luôn tự hào về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình nhắc đến nhật bản người ta nghĩ đến đất nước mặt trời mọc xứ sở hoa anh đào hay quốc phục kimono những biểu tượng làm nên đất nước này nhưng các bạn biết không ngoài những thứ đó ra thì mô hình búp bê otafuku cũng là một biểu tượng nét đẹp trong văn hóa nhật bản đó mô hình búp bê otafuku otafuku theo nghĩa đen có nghĩa là nhiều may mắn otafuku tượng trưng cho một người phụ nữ nhật bản xinh xắn luôn mỉm cười người mang lại hạnh phúc và may mắn cho bất kỳ người đàn ông nào cô ấy kết hôn cô còn được gọi là nữ thần gương otafuku là tên cho một nửa nữ của cặp nhà hát kyogen truyền thống của nhật bản cô được coi là nữ thần của sự phản chiếu và thường xuyên được nhìn thấy trong nghệ thuật nhật bản Đôi má đầy đặn và đôi mắt long lanh của cô ấy là một cảnh tượng khó quên và rất thú vị khi được chiêm ngưỡng. Một số học giả Nhật Bản đưa ra giả thuyết rằng từ lâu, khi những hình ảnh Otafuku đầu tiên được tạo ra, chúng có thể đại diện cho một hình thức lý tưởng của vẻ đẹp nữ tính, dấu lớn dấu lớn địa chỉ bán dây chuyền SMS chữ H hàng hiệu cao cấp ở đâu Đà Nẵng. Lịch sử mô hình búp bê Otafuku biểu tượng nét đẹp trong văn hóa Nhật Bản, Okame, Okamezan Okame Ogui, Agui là một tên khác của Otafuku. Okame-san cô ấy bắt nguồn từ Ame no Uzume Ame no uzume, tiên yêu sâu so mai minh tiên tiên nu minh tiên yêu sâu so mai sen một nữ thần gương đã được đề cập trong Kojiki. Những chiếc mặt nạ đầu tiên của Okame được sử dụng cho các buổi biểu diễn của Kyozen và có lẽ đã thể hiện vẻ đẹp tối thượng của phụ nữ. Cô đã nhảy múa trước hang đá nơi nữ thần mặt trời đã ẩn mình. Điệu nhảy đầy mê hoặc của cô đã khiến nữ thần bật cười và bước ra thế giới này một lần nữa. Sau đó, cô ấy thay đổi thành một khuôn mặt tròn hài hước, đôi khi được nhận dạng với những cô gái cung đình rẻ tiền của thời Edo. Amanozum no Mikoto tiên yêu sâu so mai minh, tiên tiên nu minh. Ama no uzum là nữ thần của bình minh và sự vui vẻ trong đạo Shinto của Nhật Bản. Tên của cô ấy cũng có thể được phát âm là Ama no Uzum. Người thuyết phục vĩ đại, người đàn bà báo động trời. Bất cứ nơi nào bạn đến trên đất nước Nhật Bản, bạn đều có thể bắt gặp hình ảnh Otafuku bụ bẫm, tươi cười tác giả amy sylvester cato lần theo nguồn gốc và sự khởi đầu dân gian của nhân vật thần thoại này cho thấy nhiều danh tính thú vị của otafuku và cung cấp một cái nhìn kỳ diệu về nhân vật quyến rũ đã trở thành biểu tượng quốc gia này với sự kết hợp của các bài thơ bức ảnh giai thoại và câu chuyện cô ấy thể hiện một kho báu thực sự đầy bất ngờ mà chắc chắn sẽ khiến độc giả mê mẩn mua mô hình búp bê otafuku mang lại gì mệnh danh là một vị thần mang lại may mắn và tình yêu tượng trưng cho một người phụ nữ nhật bản xinh xắn luôn mỉm cười người mang lại hạnh phúc và may mắn thuận lợi trong kinh doanh có khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu được cho là có tác dụng xua đuổi tai họa từ thời cổ đại, Otafuku mang đến cho bạn hạnh phúc với sự vui vẻ. Dưới đây là một số mô hình búp bê Otafuku đến từ Nhật Bản bạn có thể tham khảo. Búp bê Otafuku Do Figurine Lucky Pot Ceramic H31cm mã SPU ba. Búp bê Otafuku Sawa Vintage Ichikiku Maehara mã SP chín 52434890 Búp bê Otafuku Common Common mã SP

1892330, búp bê gốm hiotoko. Để thuận tiện cho việc tìm mua Otafuku, nhất shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order các mẫu búp bê Otafuku hàng hiếm giá tốt, chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất, hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực, shop Nhật Việt nhận được sự tin tưởng của hàng ngàn đối tác thông qua việc nhận đặt hàng và mua hộ thành công tất cả các mặt hàng đến từ Nhật tiết kiệm. Nhanh chóng và an toàn.